Theo cơ quan công an, nghi can tên Tạ Quang Ngọ sinh năm 1990 quê Nghệ An đã từng có tiền án về tội tàng trữ sử dụng chất ma túy và không có nghề nghiệp ổn định. Vào chiều ngày 10 tháng 7, Ngọ thuê anh Đinh Hoàng Mỹ, 46 tuổi, quê Phú Yên, chạy xe ôm Grab trở đến khu công nghiệp Bình Chiểu, quận Thủ Đức, sau đó bất ngờ rút dao cắt cổ anh Mỹ cướp xe máy. Nạn nhân may mắn được người dân phát hiện kịp thời, đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đối tượng Ngọ sau đó đem bán xe để mua ma túy. Qua điều tra, công an đã bắt được đối tượng Ngọ khi tên này đang lẩn trốn tại Bà Rịa Vũng Tàu. Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra nhiều vụ cướp đối với xe ôm Grab. Vào cuối tháng 6 cũng đã có một tài xế Grab bị sát hại dã man để cướp xe ở quận 12.